Ngày 8 tháng 7, một số tỉnh, thành phố ở miền Tây đã ban hành công văn tạm dừng phát hành vé số kiến thiết. Cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang dừng quay mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết trong vòng 15 ngày kể từ ngày 10 tháng 7. Cùng ngày, UBND thành phố Cần Thơ cũng thống nhất cho công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số đến hết ngày 23 tháng 7. Trước thông tin này, nhiều người bán vé số dạo rất giàu lo, hầu hết đều bày tỏ lo lắng không biết những ngày sắp tới sống như thế nào. Ở miền Tây, những người bán vé số dạo hầu hết là người lớn tuổi, tật nguyền, hoàn cảnh khó khăn, với họ nghề bán vé số là cần câu cơm hàng ngày. Thế nên trước lệnh tạm dừng phát hành vé số, rất nhiều người vô cùng lo lắng. Cái mùa bệnh này đó, thấy là không có thu nhập gì được hết trơn luôn đó, bệnh tới rồi giờ. Bán vé số thì không được, ngày em ơi này tạm ngưng rồi là phải đi nhập vé chai. Chứ mưa đi làm mướn thì người ta cũng không có ra mướn mình nữa. Rồi thí dụ mà Mạnh Thường Quân có cho gạo cho thóc thì mình xin mình ăn. Hoặc là Mạnh Thường Quân cho cơm thì đi xin cơm về ăn. Anh Ngô Đức Thắng, một thanh niên được người dân Cần Thơ biết đến là chàng trai phát lương cho người nghèo cho biết, khi hay tin tạm dừng bán vé số, anh có ý định quyên góp Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền cho những người bán vé số dạo. Hiện nay, anh có tổ chức phát cơm từ thiện trên đường 3 tháng 2 và chợ không đồng lưu động để tạm giúp cho bà con nghèo tạm thời vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.